Thưa quý khán giả, là địa phương có sự giao thoa văn hóa của cả ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, ngành nghề nông thôn tại Sóc Trăng vì thế không chỉ góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa đặc trưng riêng của mỗi dân tộc. Từ tầm quan trọng này mà hiện nay Sóc Trăng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và phát triển bền vững hơn các ngành nghề, làng nghề đặc trưng tại tỉnh, phù hợp với giai đoạn hội nhập. Xã Phú Tân, huyện Châu Thành là địa bàn đến 80% dân số là bà con dân tộc Khmer. Từ bao đời nay, tại ấp Phước Quế, ngành nghề đan đác các vật dụng làm từ tre nứa được xem là công việc chủ yếu của rất nhiều lao động nông thôn nơi đây. Trong số rất nhiều gia đình làm nghề đan đác ở ấp Phước Quế, gia đình ông Lâm Liếp là hộ gia đình theo nghề lâu nhất khi được lưu truyền đến 4 thế hệ. Từ những vật dụng quen thuộc, gia đình ông Lâm Liếp còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ, sáng tạo. Có thời điểm đơn đặt hàng với số lượng lớn từ một số cơ quan doanh nghiệp khiến gia đình phải huy động thêm một số lao động lân cận trong khu vực. Nhờ nguồn thu ổn định, kinh tế gia đình nhờ vậy từng bước được cải thiện hơn. Ở tại nhà bây giờ người ta đặt cái gì tôi làm cái nấy, mà phải có hình cho tôi coi, có mẫu mã cho tôi coi, có biết cách đàng hoàng, tôi làm cho đúng. Cúc nào mà tôi làm không kịp đó, tôi phải mượn người ta. Rồi hai nữa thì làm thì tôi thấy mình lớn tuổi không nên đi cuộn nương này kia đi được. Rồi mình làm trong nhà mát mát vậy đó, một ngày cũng kiếm hơn 100 ngàn hoặc là 200 ngàn. Trong xu thế phát triển như hiện nay, mặc dù sản phẩm công nghiệp đang có phần chiếm lĩnh hơn trên thị trường, dù vậy, một số sản phẩm thủ công truyền thống vẫn được đón nhận, đặc biệt là nhu cầu trưng bày tại các điểm du lịch. Điều này cho thấy ngành nghề nông thôn cơ bản vẫn còn giữ được chỗ đứng nhất định trong xu hướng hiện đại. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là số lượng lao động tham gia sản xuất lại có sự sụt giảm đáng kể. Nhiều thanh niên tại nông thôn chọn làm việc tại các công ty doanh nghiệp thay vì tiếp nối ngành nghề truyền thống tại địa phương. Thực trạng của nghề vẽ tranh trên kính ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành là một ví dụ điển hình. Cái nghề vẽ tranh trên kính này thì hồi đó Phước Thuận này là làm gần cả ấp luôn á. Nhưng mà bây giờ thì người thì hơi lớn tuổi, người thì mắc giữ cháu, cho con cháu nó đi làm công ty hết trơn rồi. Cũng rất là tiếc cái ngành nghề này, tại vì ngành nghề là ngành truyền thống của người dân tộc, với là ngành này riêng biệt chỉ có ấp Phước Thuận, Phú Tân này mới có thôi. Bây giờ mong muốn của tôi là nếu mà chánh quyền địa phương hoặc là những công ty nào đó có thể hỗ trợ cho đặng dạy lại những đứa trẻ sau này. Bên cạnh đó, thách thức đặt ra đối với việc phát triển ngành nghề nông thôn tại tỉnh Sóc Trăng là các cơ sở ngành nghề có quy mô sản xuất nhỏ, phân tán theo thời vụ, chủ yếu là kinh tế hộ, thu nhập từ nghề của các cơ sở ngành nghề chưa cao. Nhiều sản phẩm hàng hóa của các cơ sở ngành nghề chưa có nhãn hiệu, thương hiệu và chất lượng sản phẩm chưa cao, chủ yếu chỉ tiêu thụ tại địa phương và trong tỉnh. Thì cũng mong rằng thì có những chính sách để hỗ trợ vốn để bà con có thể đầu tư thêm cơ sở, rồi đầu tư thêm các cái trang thiết bị, các dây chuyền sản xuất và cũng như là đầu tư cái vùng nguyên liệu để bà con mình có dùng nguyên liệu tại chỗ, sẽ góp phần giải quyết được cái chuyện là đầu vào cũng như là giảm bớt được các cái chi phí đầu vào để tăng cái giá trị đầu ra. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021-2030. Dự kiến đến năm 2030, thu nhập trung bình từ ngành nghề nông thôn đạt 500 triệu đồng một năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo thuộc ngành nghề nông thôn đạt trên 90%. Phát triển mới 15 nghề truyền thống làng nghề truyền thống. Phát triển thêm 10 đến 12 làng nghề truyền thống, có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Thì trong dự thảo đề án thì đã đề ra 9 cái nhiệm vụ trọng tâm, thì trong đó là chú trọng tới 4 cái nhiệm vụ quan trọng. Cái thứ nhất đó là đưa cái chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn liền với lại chương trình phát triển ngành nghề nông thôn. Cái thứ hai nữa là xây dựng cái kế hoạch xúc tiến thương mại sản phẩm cho chương trình ngành nghề nông thôn, đưa vào trong cái kế hoạch xây dựng OCOP hàng năm, đầu tư các cái mô hình ngành nghề nông thôn có trọng tâm trọng điểm, thì trong đó là chú trọng các cái sản phẩm ngành nghề nông thôn mà có gắn với lại du lịch cộng đồng, xây dựng cái chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện cho các cái cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn là có thể tiếp cận được cái chính sách, ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là
cái đổi mới cái quy trình sản xuất, từ đó mà đưa ra cái sản phẩm mà có chất lượng hơn và có cái khả năng cạnh tranh cao đối với trên thị trường. Trong đời sống hiện nay, xu hướng ly nông bất ly hương là vấn đề được các địa phương rất chú trọng nhằm hạn chế tình trạng di dân, giúp người dân tỉnh nhà đạt được mục tiêu an cư lạc nghiệp trên chính quê hương. Chính vì thế, việc duy trì và phát triển bền vững hơn ngành nghề nông thôn tại tỉnh là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sinh kế ổn định cho lực lượng lao động tại địa phương. Điều này cũng có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh nhà thông qua việc phát triển sản phẩm OCOP từ các ngành nghề, làng nghề, hình thành các điểm tham quan ngành nghề, làng nghề khi được kết hợp từ các tour, tuyến du lịch.